Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì tình hình mình lại vừa mới tậu được một skin mới, cây mini 14 anh em ạ. Nên là hôm nay mình sẽ vào mình làm clip, mình trải nghiệm luôn. Và một skin thuộc dạng quý sắc tộc. Ok, một tên này. Đây nữa này. Ủa, tiếng win đâu vậy? Đây đúng không? Nóc tiếp này. Ủa, một team hay là hai team nhỉ? Một tên chạy trước mặt mình nữa. Ông này hình như là vẫn chưa có súng hay sao ấy. Lên luôn. Ờ đúng rồi. Chạy đi đâu? Thanh niên. Chạy đường quận à? Này thì chạy này rồi. Vậy là hai team rồi. À đây, tướng chất bên ngoài này. Chắc là bạn nó qua. Đây đúng không? Ờ. Hình như là bot hay sao chứ. Tên này cầm súng gì đây? Bây giờ mình tìm đạn đã. Ô AK này, bắn luôn. Lâu rồi mình cũng chưa cầm lại AKM anh em ạ. Chắc là hôm nay mình sẽ bắn AKM luôn. Đây rồi, có mini rồi này. Ok, đấy. Một skin trông rất là cool ngầu. Skin này thì mình mở được trong cái hòm mà có cái bộ đồ vàng vàng ấy. Anh em mỗi lần mà vào thì các bạn sẽ nghe nhạc ấy. Bộ đồ này, cái bộ đồ này hình như là ngôi sao âm nhạc hay sao ấy. Trông khá là đẹp luôn. Đây rồi, tiếng chất gần này. Chắc là bạn nó này. Chạy đi đâu? Chạy bên ngoài rồi. Ui, con này là con boss rồi. Từ từ nha, mình bị delay âm thanh rồi. Mình nghe cứ cứ thấy bị chậm. Ok. Rồi mấy ông này nóc đang còn ngồi trong góc. Một tên đã hiện kill, hai tên đã hiện kill luôn. Vậy là không có ai cứu à? Tên thứ ba hiện kill luôn rồi. Trời ơi. Bạn bè vô tâm vậy. Skyline lấy đạn. Rồi tên thứ tư hiện kill luôn rồi. Vâng, hôm nay mình có cầm hai cây súng được trang bị Silent luôn. Trận này sẽ bắn full Silent. Đây bắn nhau bên này này. Và bây giờ mình sẽ công lên. À, tên nào chết chỗ này này. Xem nào. Bộ bình nước. Từ mình lấy cái giáp 2 đã. Rồi, tiếng súng ngay trước mặt mình, rất là gần luôn đấy. Đấy rồi. Chạy đi đâu? Ủa, chết luôn à? Ở đây, vẫn đang còn tiếng chân nữa này. À, nó dừng rồi. Chạy bên này. Đây đúng không? Trời, boss à. Sao nhiều boss vậy? Thôi, vừa vào Pecano làm nhẹ 8 kill rồi. Ôi, vẫn đang còn nha. Có hai tiếng chân luôn anh em ạ. Đây rồi. Rồi, nốc một tên này. À, cái tên lúc nãy. Còn bạn nữa cơ. Tưởng mình phải chạy ra ngoài, mình quan sát. Mình phải đi móc. Ủa yên ắng vậy. Trong cứ đỏ có. Ui. Đấy bị bắn luôn. À thấy rồi. Sau bức tường. Đây này. Ông này mũ ba hay sao ấy. Rồi bình tĩnh. Nào. Ló mặt ra. Góc nhìn FPP này mình cứ ngồi mình kê thôi. Đấy. Lại ngó tiếp kìa. Này thì ngó này. Rồi nốc luôn. Từ từ là mình nước đã. Bây giờ mình sẽ vòng qua mình công. Đây rồi, thấy rồi nha. À, cái tên lúc nãy, bây giờ là gạt luôn. Không cho cứu nữa. Rồi, bây giờ mình lại tiếp tục mình vòng qua nhà thi đấu, mình móc lại một lần nữa. Di chuyển thông minh đến từ vị trí Lộc Bích Nôi. Không biết là team này còn mấy người nhỉ? Nó cứu khá là nhanh đấy. Ơ, đây, đây, từng chất gần. Ui. Chạy nhanh đấy. Công quá luôn anh em ạ. Chắc là bạn nó đấy. Đây tầng 2 này. Tầng 2 cái nhà trước mặt mình luôn. Ui thính gần kìa.
Từ từ đã, mình sẽ xử lý nốt tên này một tí đã, mình ra mình ăn thính sau. Rồi công vào luôn đi. Ông này vẫn đang ở trên tầng 2. Bên nào nhỉ? Ở đây này. Ui vãi trường ngồi góc. Ơ Thu Hà, một bạn Việt Nam mà hình như là một bạn nữ hay sao ấy. Trời ơi. Vâng, gặp ai chứ gặp bạn nữ thì mình không thể nào mình gạt được. Thậm chí mình còn chôn cơ. Nè. Hello. Can you give me some shade? Ôi mà quên mất. Mình bật cái biểu cảm này là con địch nó cũng nghe được ấy. Nên là thôi. Đây, tiếng chân gần này. Mình vừa nghe xong. Có lẽ như là bạn nó qua phục thù hay sao ấy. Ok. Sao lại lên xe chạy? Đùa nhau à? Ui ông thần này chạy nhanh vậy. Bỏ bạn chạy lấy người à? Đồng đội vậy là không được rồi. Trời ơi kìa kìa. Chạy nhanh đấy. Quay lại đây bạn ơi. Ui giời ơi. Khiếp. Chạy như được mùa vậy. Và bây giờ mình sẽ qua mình check cái hoàng thánh này xem như nào, đã bị lút chưa. Thôi bây giờ mình sẽ lên xe và đi tìm người bắn nhau vậy. Có lẽ như là khu vực Pegado này clear rồi. Tên cuối cùng nó ăn thính sao nó chạy luôn. Khốn nạn thật. Ơ à, đủ. Trời ơi vẫn đang còn sót một tên nữa này. Vậy là tên này mới là tên ăn thính này. Ông này cầm MK14 đấy nhé, mình nghe không nhầm. Không thể tin được. Mình lại cứ tưởng tên Việt Nam lúc nãy chạy xe cơ. À có lẽ như là thính này vẫn chưa có ai mút anh em ạ. Ờ đúng là như vậy rồi. MK và một cái 8X. Nhưng mà lỡ hứa trận này bắn AK và mini rồi. Ô đây. Mấy một tên canh thính này quăng bom mình chứ. Đây đúng không? UMP à? UMP đi làm sao đấu với AK được. AKM nó đam nó to lắm. Gạt luôn nhá. Thanh niên cứ rình rình lén lén lút lút định quăng bom mình. Trời đánh không bằng tránh miếng ăn. Mình đang ăn thính ngon thì bạn lại quăng bom vào mồm mình. Thế là không được. Mà không biết là bạn ở đâu nhỉ? Vậy là thanh niên này đến đây từ trước mình cơ. Nhưng mà đứng đây canh thính, sợ thật đấy. Thôi lên xe té luôn vậy. Đâu ấy nhở? Hòm thính mấy xe ngay đây. À đây rồi. Thì ra là anh đứng trên này. 2 viên rồi, 3 viên, 4 viên, 1 viên nữa thôi. Không được, trời ạ, tiếc thế. Ông này núp nhanh đấy. Vâng, có mỗi tên này đi ăn thính à. Bây giờ mình sẽ công lại gần hơn, mình lấy góc. Đây, một tên nữa này. Ngồi đây làm cái gì? À, đảo kìa. Vâng, anh đảo như Giang Lạc vậy. 3 viên, 4 viên, 1 viên nữa. Ông này ngó cái gì? À, thanh niên. Ở cái chân này. 1 viên nữa thôi. Ui, 1 viên nữa. Trời ơi, không được rồi. À, thanh niên. Thanh niên vẫn đang còn long khom. Hình như là vẫn chưa biết mình bị bắn từ hướng nào hay sao ấy. Thề nhìn buồn cười vãi. Vâng, thì ra là một anh Việt Nam. Mẹ trông buồn cười vãi trưởng ra. Công nhận là sai lần bắn xa lợi hại thật ý. Mấy ông này không biết hướng luôn. Rồi để xem cái tên kia có xuống cứu không. Nhìn này. Ui một đầu một người rồi, một viên nữa thôi. Tiếc thế. À bò lên. Gạt luôn. Không cho cứu này. Nhìn này. Quay lại nhìn. Thề buồn cười vãi trưởng luôn. Rồi chết luôn rồi. Sorry bạn nha. Mình không thể để cho đồng đội bạn cứu được. Nhìn mấy ông địch từ phía xa nhìn hài vãi. Lại nằm. Mắc đồi rồi anh em ạ, không bắn được. Ơ, sao bây giờ lại chạy rồi? Thanh niên lại chạy. Ủa mà mình nhớ là cái bo bên mình mà sao lại chạy ra ngoài bo vậy? À ông này tính hết rồi sao ấy? Chắc là định chạy lấp mình đi, sau đó sẽ tìm cách đi vào bo sau. Ông này chạy thông minh phết đấy. Rồi,
Người đứng đấy mình canh xem nào, không biết là bạn này chạy hướng nào đây. Một là chạy sang bên trái mà hai là chạy sang bên phải này. Đứng đấy và đợi thôi. Đây này. À, vậy là không như mình nghĩ. Ông này lại giả như là chạy đi để mình chạy đi, bây giờ mới chạy bò bò. Ui, đảo như công phượng vậy. Trời ơi, Messi mày gọi bằng cụ nhá. Quăng bom à? Chắc là quăng sầm mốc. Nhưng mà bây giờ thì quá muộn rồi bạn ơi. Ok, chết luôn. Ơ, ông này không phải là người Việt Nam à? Ồ, không biết là tên này có phải là cái tên bạn của cái tên Việt Nam mà mình bị mà mình gạt lúc nãy không nhỉ? Hay là chắc là mấy ông này ghép auto matching hay sao ấy? Rồi, có lẽ là vậy, có lẽ là như vậy rồi. Thôi bây giờ sẽ đi vào bo vậy. Ông mình cũng đang khá là khó hiểu. À, bị bắn đây rồi. Nhìn này. Chạy đi đâu? Rồi nốc luôn. À thì ra là cái ông này mới là cái ông bạn lúc nãy này chạy đi này. Ôi vậy là vẫn còn một tên bạn nó nữa gần đấy luôn. Rồi, thì ra là cái tên mà lúc nãy mình bắn cái lúc mà chạy xuống dưới mà công phượng ấy chắc là tên lẻ thôi. Ở đâu xuất hiện ra cái ông này chạy bò. Sở mốc ra kìa. Chuyên nghiệp phết đấy. Bây giờ mình sẽ lên, mình công lên. Mình tìm góc nào đẹp, mình bắn vậy. Còn 6 tên nữa. Mình nghĩ là trên đồi bên phải này có một team này. Thôi, cứ canh cái tên chỗ trên này trước đã. Kìa kìa. Lom khom, nhìn ai đây? Ông này nhìn cái gì vậy? Rồi lại nốc tiếp. Vâng, vẫn là lì nhất nhà. Không biết là nốc lần này là lần thứ mấy rồi. Đây, mình sẽ gạt luôn. Lần này thì không cho cứu nữa này. Rồi, vậy là vẫn đang còn một tên nữa. Tên bạn nữa cơ. Chắc là đâu đó gần đấy thôi. Chỗ nào nhờ? Đoạn này ngoài bo rồi. Vậy là chắc là sau xe đấy. Rồi mình sẽ đợi bo khép. Ông này phải chạy ra mà. Mà hình như là chỗ nó trong bo hay sao ấy nhở. Ừ trên đây vẫn trong bo anh em ạ. Ê, hên nhờ ông này. Mấy sao mà bo vẫn còn đẹp. Vâng, ông này núp kỹ thật đấy. Nãy giờ không thấy lộ một tí người nào luôn. Trời ơi, chỗ mình trong bo nữa này. Bây giờ làm sao nhỉ? Khó thế. Mình cứ sợ là chỗ đồi bên này cũng có một team. Đây, ui. Nó cầm ốp anh em ạ. Không được. Đây, cái đầu này. Thôi, tên này cầm ốp đấy. Lỡ ngà lỡ ngỡ một viên vào đầu là chết tươi. Có lẽ như là mình sẽ vào cái nhà vệ sinh này. Mình thẩm du một chút. Không thì đứng chỗ sườn thì sợ cái team sợ có một team trên đồi nó úp xuống ấy thì mình lại bị kẹp. Lúc đấy thì gãy rồi. Đấy, đấy, biết ngay mà một team trên này này. Nhìn này, một đầu rồi. Một viên nữa thôi. À, có hai tên luôn anh em ạ. À, sầm bốc xa này. Trên đấy thì chỗ đằng kia vẫn đang trong bo hay sao ấy. Thôi kệ đi, mình sẽ canh cái team chỗ trước mặt mình trước này. Đâu nhỉ? Còn cái team mà trước mặt mình đây bắt buộc là phải chạy bo.
lại bắn nữa kìa, tiếng ca. Có lẽ như là bắn cái tên trên này hay sao ấy. Ừ, đúng rồi. Mà không biết là team này mấy tên đây. Đây rồi. Chạy đi đâu bộ đồ rơm này, bây giờ mới chạy vào bo. Rồi, nó ngoài bo, ông này chết chắc rồi. Ôi. Ui, hai tên luôn. Ui, từ từ đã. AK. Rồi, còn một tên nữa. Rồi, chết luôn rồi. Ui. Vãi trưởng thật, đâu ra hai tên này vậy. Mẹ không thể tin được, vậy là còn tên khối nữa mà thôi. Vâng, có lẽ như là hai tên này là bạn với lại cái tên lúc nãy. Nhưng mà mấy ông này đi vòng sang bên này vào bo. May sao mà mình tỉnh. Rồi bây giờ còn tên cuối này. Chắc là cái tên tên cầm ốp mà thôi. Phun nước và sẽ đấu với lại cái tên ốp. Mà không biết là có phải tên ốp không nhở. Nãy mình cũng không biết được là cái team trên này có phải là một team với lại hai tên ở dưới không. À đúng rồi, vậy là cái tên ốp là cái tên còn lại. Đây. Đây đúng không. Ủa, ông này làm gì đây? Tập bay à? Ơ, ông này cầm chảo à? À, tên này. Từ từ bạn đây. Rồi, chắc là ông này là ông Việt Nam đây. Ông Việt Nam, cái team Việt Nam lúc nãy đây. Chắc là ông này định gã mình đập chảo hay sao ấy. Được rồi, ok luôn. Rồi, sẽ đợi ông này hồi máu. Em rồi. Đấy. Ở em mơ máu đấy. Ui, vãi trưởng ơi, hình như ông này nhận ra được mình à? Sao lại xưng xưng mình là em? I know. Được chưa? Hôm nay mình tiện mình sẽ khoe skin cái chảo gold luôn. Mình nhận được trong Roger Pass level 80. Lên nào. Cầm chảo mới thì tự tin rồi, mỗi thằng đều bị một đập. Này thì ôi thế bắt nữa kìa. Một phát nữa thôi. Ui. Sao đập chảo với góc nhìn này nó khó vậy? Nào, một phát nữa. Ok. Sao lại không trúng nhỉ? Lại đẹo. Ăn đủ. Cái đi vậy. Yeah. Mẹo, nó hay vậy. Bờ. Gặp thánh chảo rồi anh em ạ. À. Yeah. Mẹ. Tưởng góc nhìn này đập chảo nó dễ như góc nhìn thứ ba cơ. Ai ngờ nó khó vãi. Ok thì clip này mình cũng đã trải nghiệm skin cây mini cũng như là có test skin chảo ở bo cuối rồi. Và rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi nha. Bye bye mọi người.